chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người đến với kênh Hoang Dã Sinh Tồn của em. Kênh này thì em vừa mới lập ra sáng hôm nay và cũng là video đầu tiên em quay trong cái cho kênh của em. Thì sáng hôm nay em có vào trong rừng và đặt một số cái bẫy, mà tiện em cũng ngồi đây và gửi lời chào tới tất cả mọi người, cũng như là tâm sự với người một lúc. Thì một lúc nữa em sẽ đi bẫy tiếp. Mọi người ơi, kênh này là kênh mới của em nhé. Và em mong muốn là kênh này em lập ra sẽ có được nhiều mọi người yêu mến và tiếp cận được mọi người nhiều hơn, và mọi người sẽ ủng hộ em nhiều hơn. Kênh này em sẽ quay về cuộc sống ở trong rừng, thiên nhiên, cũng như là những cái sinh tồn, những cái mà trải nghiệm ở trong rừng. Như là bình thường thì em sẽ đi quay về cảnh như là có những cái em sẽ đi bẫy và đi kiếm dược liệu rừng có thể phục vụ tới tất cả mọi người, cũng như là mang về bán ở nhà. Thì đó là cũng là điều em mong muốn, và cái hướng của em đi như thế thì cũng rất là mong mọi người sẽ ủng hộ em. Và không biết nói gì hơn, cảm xúc nó dâng trào, kiểu như là lần đầu tiên mình làm cái video mà gửi lời chào tới tất cả mọi người thì cũng hơi hồi hộp, cũng như là không biết nói cái gì nhiều hơn nữa. Thì tiện đây năm mới thì em cũng xin chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, và sang năm mới mọi người có thể kiếm được nhiều tiền hơn và công việc suôn sẻ hơn. Và chúc cho đại dịch sẽ sớm hết và đưa chúng ta trở về cái trạng thái cuộc sống bình thường hơn. Nói thì cũng không biết nói cái gì hơn nữa, thì tiện đây thì em xin mời mọi người sẽ cùng em đi vào trong rừng này và đặt một số cái bẫy kiểu như ngày xưa mà em hay đi bẫy nhá mọi người. Mọi người cùng theo cho em đi vào trong này để đặt một số cái bẫy thử xem nhá, xem ngày mai mình có được cái gì không, hay lại đi về không thì cũng không biết được. Ui, vào trong này tối thế nhỉ mọi người nhỉ. Ui, mọi người để ý này, cái này đường chuột nó đi này. Đấy, nó sẽ chạy theo cái đường này. Đấy, nó sẽ đi ra ngoài kia. Cái này là núi đá, đá cao lắm nè. Đó, sao để trèo lên trên kia được. Đường này chắc chắn là có nhiều chuột. Tí nữa em sẽ làm một cái bẫy, mà lâu lắm rồi em chưa bẫy, tầm mấy năm trời em chưa bẫy, không biết còn nhớ cái bẫy mà đây, cái bẫy ngày xưa em hay làm ấy. Đây này mọi người xem này, cái đường chuột nó đi. Ui, phải trèo lên nó rất là khó. Cái bẫy kẹp kia thì lại không cầm theo. Làm cái bẫy mà thời nguyên thủy thì nó lại rất là khó đặt ở trên này. Như mình đặt được cái đường nó trên này nó rất là khó. Đây, mọi người nhìn này, nó chạy từ trong này ra này. Đây, nó men theo cái đường này. Đây, còn cái vết, cái chân nó cào này. Đấy, đỏ nghèo luôn. Ui, nó vào từ trong này này. Chuột, trong này chắc chắn là có chuột mây hang rồi. Chuột hang thì chuột to lắm đó mọi người ạ. Đây, thường thường chuột thì nó sẽ chạy qua những cái dây này. Đấy, thường bọn em thì ai đi trong rừng là sẽ lấy cái cây ná ấy. Bọn em sẽ đi ngồi ban đêm 1-2 giờ sáng bắn chuột, nó sẽ chạy qua những cái dây như thế này. Thôi để em xuống dưới này. Ui, đây, hiện tại em đang đứng ở trên cao nhé mọi người, không phải ở dưới kia, ở dưới kia. Vậy em vừa trèo lên trên này xem cái đường chuột này ở trên này. Trên này mà có bẫy kẹp kia, mà kẹp thì mà hôm nay em lại không cầm theo, chỉ đi lấy một ít cái hạt chậu đi làm cái bẫy đòn ngày xưa ấy. Ngày xưa các cụ hay làm cái đấy lắm, tính làm cái bẫy đấy xong rồi đặt thử xem ở trong này có không. Nếu mà cảm thấy nó ok thì mai em là cái bẫy mà bẫy kẹp ấy. Ôi, đẩy toàn đường chuột đi này.
Ui, ui rồi, đi hết này các bác. Ui, chỗ này chắc là ok phết đấy. Ý là làm cái bẫy ở đây này. À, cây này, cây này làm bẫy tốt này. Ui nhưng mà to quá. Nay mà đập phải con chuột thì sẹp lép luôn. Ui. Ui, người ơi, nhìn này, mọi người ơi nhìn này, đường chuột nó đi này. Ui, bóng loáng luôn. Khiếp nhỉ. Núi này, mình có trèo lên trên kia được không ấy? À, thế mình để trèo lên trên kia. Đây là cái cây đòn của nó nhé mọi người ạ. Cây mà cái đòn làm bẫy. Nãy em cấy kiếm từ nãy giờ không thấy cây nào thẳng hơn. Nhưng mà em sẽ tận dụng cây này. Tận dụng cây này và đấy cây này nó dài bằng này để làm cái đòn. Tí nữa thì em sẽ làm và sẽ cho mọi người thấy là em sẽ làm như thế nào nhé. Để em sẽ dụng qua bên này. Em kiếm thêm một hai cái cặp cây để em làm cái kẹp ngang và cái dây để bẫy của nó. Ở bên dưới thì mình sẽ đặt một cái thanh gỗ ở dưới.
chứ đá bé quá, không có bằng. Có con gì đây mọi người này, giật mình ấy. Đây, có con gì này, con gì đen đen này, giống con ốc ấy nhỉ. Ui, con gì đấy mọi người, mọi người thử nghĩ xem là con gì, giống con ốc ấy mà nó đen xì, kiểu như mùa đông nó đang bám ở đây này. Ui. Là trên này mọi người ạ. À, trèo lên trên này xem cây lan ở trên này, cái loại lan gì đấy, lan này là cây dại gì ấy? Nhìn thấy đẹp đẹp. À, mình thì ham lắm, mê lan lắm. Cứ thấy lan là trèo bằng được, mặc dù là rất sợ độ cao. Có thể bám trụ đây. Ui ui, những cái rãnh hang, mọi người nhìn rãnh hang này đẹp ha. Chưa à? Ô, xuống phía này cao không? Mình đang ở giữa một cái, wow, nhìn đẹp quá. Đây mọi người ơi, đây là một cái vách đá rất là cao nhưng mà không có trèo lên được, mình phải đưa máy gâu, mà mình phải đưa cái dây đeo ở trên đầu nhưng mà mình lại không cầm theo rồi. Hôm nay đi cái gì cũng quên ấy. Đấy, làm được cái bẫy, thoải mái. Mình đang chiêm ngưỡng một vẻ đẹp tự nhiên, kể mà hôm nay có một cái món gì đấy mình ăn nhỉ. Ôi, mình đi kiếm cái đọt gì mình ăn nhé. Ở trong rừng thì rất là nhiều cái để ăn nhé mọi người. Chẳng hạn như đọt mâm xôi. Đấy, cái đọt mâm xôi cũng là rất là tiện nhé. Khi vào rừng, nhiều chỗ rừng không có đâu. Nhiều chỗ rừng phải chặt những cái dây như thế này này. Nhưng mà dây này thì không phải. Chặt dây ra thì mình uống nước, đỡ khát rất là nhiều. Nhưng mà đi rừng mà mình uống đồ chua, ăn đồ chua, nó sẽ giúp cho cái cơ thể mình không bị mất nước, nó sẽ bù nước lại cho cơ thể mình rất là tốt khi đi rừng nhá mọi người nhá. Cái lá này giống như lá trầu nhưng mà không phải nè, mọi người nhìn nè, wow, hấp dẫn ha. Đây mọi người ơi, đây là ba cái đọt mâm xôi mà mình vừa bẻ được nhá. Giờ mình ngồi ăn một lúc, ăn hết ba cái đọt này xong mình đi về. Thấy khát khát nước ấy. Nấy thì vừa hái được một ít rau dớn đó. Đây ha, túi mình vừa hái được một ít rau dớn. Sau tí mình về mình sẽ xào tỏi, sẽ ăn nốt. Mình ngồi mình cứ khát khát ấy. Đi từ sáng đến giờ chưa được uống miếng nước nào. Ăn cái này đỡ. Ăn cái này cũng bù nước rất là tốt. Cái đọt mâm xôi này nếu mà ai mà ở quê thì thường thường sẽ biết cái đọt này và hay ăn cái đọt này. Hiện tại thì mình vừa ở trên đồi núi đá kia xuống tới cái vườn keo rồi. Xuống tới cái vườn keo, đi hết cái vườn keo này, đồi keo này thì mình sẽ về đến nhà. Cũng tầm độ vài trăm mét nữa, cũng nhanh thôi nhưng mà thấy khát quá. Đó, mọi người nhìn béo ha, những cái đọt của nó rất là béo này. Tay thì thông cảm cho mọi người.
Sáng mình làm cái bẫy ở trên kia ấy, tay nó mình cầm đất ấy, cầm đất mình móc đất ấy, rất là bẩn, quần áo bẩn lắm, đi rừng thì phải không tránh khỏi được mọi người ạ. Tính 1-2 ngày nữa, tầm 1-2 ngày thì không biết có đi được không, nhưng mà 2-3 ngày nữa tính đi bắt cá, cũng gần Tết rồi, đi bắt cá suối ấy, về mình làm nướng ăn rất là ngon. Rồi, xin mời mọi người nha, ăn đọt mâm xôi cùng với Mạnh nha. Ăn vào nó rất là nhiều nước, nó hơi có vị chát nhẹ, nó có vị chát nhẹ này, xong rồi ngọt nhẹ nữa. Không uổng công là mình hái cái đọt này mình ăn, cảm giác cái tuổi thơ của mình nó ùa về ấy. Thích thật. Ngày xưa còn ăn cả cái bông của nó, cái quả của nó, quả mâm xôi rất là ngon, nó chua chua ngọt ngọt, thật sự là rất là ngon. Nhưng mà mùa này thì không có nữa, nó rụng hết rồi. Ngon thật đấy mọi người. Ăn phải cái nó hơi dai dai, ăn cái đoạn gốc của nó, mình ăn xuống quá, nhưng mà cái đoạn gốc của nó lại nhiều nước hơn cái ngọn của nó ngọt hơn, nhưng mà nó già nó dai hơn. Wow, nhìn nó béo ơi. Cái này mà ăn ở ngọn nó nhiều quá thì nó hơi bị đắng đắng, có vị đắng nhẹ. Đấy, xin mời mọi người. Cũng khá là thích thú với cuộc sống như này. Mong sao ngày mai cái bẫy của mình sẽ được một con gì đấy. Con chuột thì được. Ở đây nhiều gà rừng lắm. Hên xui một cái mà được con gà rừng mọi người nhỉ. Mai lại có món này, gà rừng quay, gà rừng nướng. Úi tuyệt vời, mới nghĩ thôi là giỏ nước dãi rồi. Càng nhiều nước thì nó càng dai, nhưng mà nó lại càng ngọt ngọt. Hay thật đấy. Dài quá, phải nhả đi. Mình đoán chắc là mọi người thì có một số người sẽ không được ăn ấy, sẽ chưa từng ăn cái cây này, cái đọt mâm xôi này. Còn một số bạn thì mình chắc là cũng rất là nhiều bạn ăn rồi cái này, nếu mà ở vùng quê thì ăn rồi. Còn một số loại cây nữa cũng là ăn từ cái đọt như này rất là ngon, mình rất là thích ăn. Thật sự mà đi vào rừng ăn mấy cái này nó giúp cho mình bù nước rất là tốt, không, nó không làm cho mình bị mất nước ấy. Ăn vào nó có vị chát nhẹ này, hai người đắng đắng ngọt ngọt. Thôi chắc là mình sẽ đi về, và ngày mai mình sẽ đi thăm bẫy, và không biết là ngày mai có đi thăm được không, tại vì sợ là có việc ấy mình không đi được, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ sắp xếp để mình đi thăm. Thì mọi người sẽ theo dõi Mạnh vào cái tập ngày mai nhé, tập tiếp theo.
cứ theo dõi Mạnh tập tiếp theo để xem bẫy của mình có được con nào không. Còn tập này nó hơi dài quá. Tập này mình cũng nói chung là cũng thứ nhất là cũng gửi lời chào tới tất cả mọi người, thứ hai là cũng mới làm kênh ấy, cũng chưa có kinh nghiệm mấy và cũng chưa biết nói như thế nào để có thể là dễ gần hơn với mọi người, nhưng mà mình sẽ cố gắng thay đổi và cố gắng làm sao để có thể phát triển hơn nữa và ra được những cái video tốt hơn, và mình sẽ cố gắng kiếm một người bạn đồng hành cùng với mình ấy, đi thì nó sẽ tiện hơn và quay nó cũng dễ hơn, nó không bị một mình thì thật sự rất là khó. Một mình thì mình cần phải có mấy cái máy cơ, mình quay thì mới tiện được. Còn một mình thì mình cứ phải cầm máy đặt chỗ này chỗ kia nó rất là lâu. Mình cầm đi theo thì nó bị rung lắc, xong thì đi rất là khó ở trong rừng. Thì mọi người cũng biết là đi vào trong rừng thì nó không thể là đơn giản, cũng không hề dễ tí nào. Nên là sắp tới qua Tết mình sẽ tìm một người bạn đồng hành cùng với mình và sẽ phát triển kênh hơn. Cố gắng xây dựng cái nội dung của mình tốt hơn một tí. Thì video này mình cũng chỉ làm thay vào đấy là lời giới thiệu. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ mình và mong mọi người sẽ đăng ký kênh và like, chia sẻ kênh giúp mình nhé. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ đi về và bye bye, xin chào mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những cái video tiếp theo nha.